Xin được trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cơ thể bạn nói gì, và trước hết chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình của chúng tôi. Ngày hôm nay, chủ đề của chương trình đó là vai trò quan trọng của luyện tập đối với bệnh nhân tiểu đường. Thưa quý vị, theo con số công bố của Bộ Y tế thì trong 10 năm qua, số bệnh nhân mắc tiểu đường của Việt Nam đã tăng 211% và Việt Nam nằm trong số các quốc gia gia tăng số lượng bệnh nhân cao nhất thế giới. Đối với bệnh nhân tiểu đường thì để có thể kiểm soát lượng đường cũng như là ngăn ngừa những biến chứng ấy, thì ngoài việc mà dùng thuốc, duy trì chế độ ăn uống thì duy trì và có một chế độ luyện tập khoa học là một việc vô cùng quan trọng, bởi vì nó tác động rất nhiều tới sức khỏe của bệnh nhân tiểu đường. Tuy nhiên, luyện tập thế nào, luyện tập ra sao và phù hợp với mỗi bệnh nhân thế nào là một câu hỏi mà chắc chắn rất nhiều người quan tâm. Tất cả những câu hỏi đó chúng ta sẽ cùng tìm lời giải đáp trong chương trình hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với quý vị các khách mời tham dự chương trình. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Vâng, xin chào MC Thảo Vân. Xin kính chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và một vị khách mời nữa chúng tôi xin được giới thiệu, cô Nguyễn Thị Lan. Xin chào MC Thảo Vân, xin chào bác sĩ và xin chào các vị khán giả. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chương trình chúng tôi hôm nay ạ. Và ngay bây giờ thì xin được mời các vị khách mời cũng như quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự để có cái nhìn khái quát về bệnh tiểu đường hiện nay. Vượt qua quãng đường dài cả ngàn km, chúng tôi dừng chân tại Bến Tre, một tỉnh miền Tây sông nước với những rặng dừa xanh mát ngút ngàn, để tìm tới nhà của nhân vật đầu tiên trong chương trình tuần này, chú Phạm Bá Phong, xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, một giáo viên cũng đồng thời là một bệnh nhân mắc tiểu đường đã 6 năm nay. Tôi tên Phạm Bá Phong, ở ấp Phú Hưng, xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Mới đầu thì nó bột phát thì ban đêm đi tiểu rất là nhiều. Rồi ban ngày thì uống nước khủng khiếp lắm. Tôi quay nhiều cái ca nước vậy nè, uống mà nó không thấy đã khác. Rồi bắn khoảng chừng tuần sau á thì lại giảm cân, nó giảm khoảng 7 kg. Lúc đó thì nó kiểu như tay chân nó cũng bủng rủng hết đại khái, nó giống như mình muốn không có sức, không còn lực để mà mình làm gì đó. Thì lúc đó thì mồ hôi nó ra nhiều, mắt nó mờ đi. Coi truyền hình là phải, trước đây thì không dùng kiến, bây giờ dùng kiến thấy. Chấm bài thì phải mang kiến, mà kiến mà tôi mang là phải 2 cái kiến. Thì bắt đầu mới đi khám trên Hòa Hảo thì cái lượng đường nó lên tới 20.6. Thì sau đó bác sĩ cho uống thuốc của bệnh viện nó giảm thật chậm. Tại vì từ 20.6 á, cái nó giảm xuống cũng còn mười mấy, tôi cũng sợ quá tôi mới mua một cái máy đo đường huyết. Cứ 2 ngày tôi đo 1 lần để tôi điều chỉnh thức ăn như thế nào cho nó phù hợp. Vâng, thưa bác sĩ, chúng ta đều nhận thấy cái vai trò của luyện tập đối với sức khỏe con người. Và bây giờ thì với những bệnh nhân tiểu đường thì luyện tập nó có một cái vai trò thế nào ạ, thưa bác sĩ? Bên cạnh cái việc điều trị thì cái việc luyện tập đối với bệnh nhân đái tháo đường nó đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Vì những cái lý do, thứ nhất là khi chúng ta tập thể dục ấy thì nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta sẽ tăng cái nhạy cảm insulin. Insulin nó là một cái hormone của tuyến tụy sản xuất ra để giúp chuyển hóa đường từ trong máu vào trong các cái tế bào như mô mỡ, mô cơ để giúp cho chuyển hóa thành năng lượng, và từ đó thì làm cho đường của chúng ta nó sẽ giảm đi. Cái thứ hai nữa là chúng ta biết là khi luyện tập ấy, thì sẽ làm cho các cái cơ bắp của chúng ta nó được hoạt động và nó tiêu hao rất nhiều các cái năng lượng, và như vậy làm cho giảm cái đường huyết. Và một cái thứ ba nữa là khi luyện tập thì sẽ giúp cho khí huyết lưu thông này, giúp cho cái hệ thống thần kinh của chúng ta được thư giãn, được cân bằng, tránh những căng thẳng stress, vì chúng ta biết là căng thẳng stress cũng là một trong những nguyên nhân đường huyết tăng cao, rối loạn chuyển hóa đường. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là luyện tập có một cái vai trò rất quan trọng đối với người bệnh tiểu đường, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chắc chắn ở đây sẽ rất nhiều người muốn biết là vậy thì phải luyện tập thế nào để có thể đạt hiệu quả cao nhất ạ? Đúng là như vậy, tập thể dục nó cũng phải đúng cách và phù hợp với cái sức khỏe của chúng ta thì mới mang lại hiệu quả. Và nó không gây nên những cái biến chứng. Thế thì thứ nhất là theo một cái hiệp hội thể dục của Mỹ thì cũng đã chứng minh rằng là mỗi một ngày thì chúng ta tập ít nhất là khoảng 30 phút, và trong một tuần thì chúng ta tập thể dục là ít nhất là 3
buổi. Vâng, thế và chúng ta có thể tập các môn như là đi bộ, rồi đạp xe đạp này, bơi, tập yoga, aerobic hoặc là tập dưỡng sinh tại chỗ tùy theo cái sức khỏe của chúng ta. Thế và đối với những bệnh nhân đái tháo đường và khi tập thể dục thì chúng ta phải lưu ý. Đối với những người mới tập, bắt đầu tập thì chúng ta nên tập tăng dần về về cường độ và về thời gian. Và đặc biệt nữa là trước khi tập thể dục thì chúng ta cũng nên kiểm số cái con số đường huyết, đặc biệt là ở trong cái giai đoạn đầu, để giúp cho chúng ta có thể là biết được là cái phản ứng của cơ thể và từ đó chúng ta có thể điều chỉnh cái việc luyện tập. Và một cái nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng là khi mà tập thể dục ấy, thì cái mức độ đường huyết nó nằm ở trong từ khoảng là trên 5 mmol trên lít và dưới 14 mmol trên lít là chúng ta có thể tập được. Khi tập thì chúng ta nên chú ý là chúng ta nên cung cấp nước đầy đủ, vì khi tập thể dục như thế mồ hôi ra nhiều. Rồi là chúng ta cũng nên lắng nghe cơ thể mình khi mà có một số các cái dấu hiệu như là hoa mắt, chóng mặt hay là tim đập hồi hộp nhiều thì chúng ta cũng nên nghỉ và có thể là phải đi thăm khám. Bệnh nhân lưu ý là những người mà không nên tập, thứ nhất là những người mà đang có những các cái bệnh lý tiến triển viêm võng mạc thần kinh do đái tháo đường. Thứ hai nữa là những các cái đang có những cái biến chứng tim mạch. Tiếp theo đó là những cái trường hợp bệnh nhân mà đang có những cái tê bì, kiến bò châm chích ở chân tay, những bệnh nhân mà đang có những cái bàn chân bị loét thì chúng ta cũng không nên tập. Vậy thì thưa bác sĩ, bệnh nhân tiểu đường thì ngoài cái chế độ luyện tập đúng cách ra thì còn cần phải chú ý đến những điều gì nữa để có thể kiểm soát được bệnh cũng như là ngăn ngừa những cái biến chứng có thể xảy ra? Bên cạnh cái việc luyện tập thì cái chế độ ăn uống, sinh hoạt này và đặc biệt nữa là một cái chế độ điều trị thì là nó cũng giống như là một cái kiềng ba chân ấy, để nó giúp cho chúng ta có thể ổn định được cái đường huyết cũng như là phòng ngừa các cái biến chứng. Thứ nhất là về cái chế độ ăn uống, đối với bệnh nhân tiểu đường thì không có nghĩa là khi chúng ta bị tiểu đường thì chúng ta phải nhịn ăn tinh bột. Chúng ta vẫn có thể ăn nhưng mà chúng ta sẽ ăn một cái lượng giảm đi. Ngoài ra nữa thì chế độ ăn uống chúng ta cũng nên ăn giảm mỡ, không nên ăn mỡ, đặc biệt là các cái mỡ động vật, những cái đạm thịt đỏ chúng ta nên ăn nhạt, và đặc biệt là chúng ta nên tăng cường cái rau xanh hoa quả tươi để cung cấp cái vitamin, các khoáng chất và những cái chất xơ. Chúng ta biết là về điều trị đái tháo đường thì cái việc tuân thủ theo đơn bác sĩ chuyên khoa cũng là rất quan trọng. Tuy nhiên thì ngày nay thì chúng ta nên kết hợp hai phương pháp, đó là đông y và tây y, để giúp tăng cường cái hiệu quả từ những các cái thảo dược thiên nhiên như xưa kia cha ông ta rất hay dùng và cũng đã được chứng minh là nó có cái tác dụng, như là dây thiều canh này, hạt mê thi, mướp đắng này, và quế thì nó có cái tác dụng hỗ trợ trong việc cải thiện cái tình trạng mỡ máu, làm giảm những cái mỡ máu xấu, và lô hội thì có tác dụng là làm nhanh liền các cái vết thương. Bên cạnh đó nữa thì chúng ta thấy có một cái nhân tố rất là quan trọng, đó chính là các cái nguyên tố vi lượng. Thứ nhất là kẽm và crom, và trên một cái công trình nghiên cứu ở tại trường Đại học Y tế Công cộng Harvard cũng đã chứng minh là nó có cái tác dụng, thứ nhất là làm ổn định đường huyết này, và nó làm tăng cái nhạy cảm insulin giúp chuyển hóa đường. Thứ hai nữa là nó sẽ phòng ngừa các cái biến chứng ở trên mắt. Thế và một cái thành phần tiếp theo đó chính là selen, nó có tác dụng hỗ trợ trong việc giảm đường huyết này, và nó có tác dụng làm giảm các cái biến chứng trên mắt này, trên thận cũng như các biến chứng tim mạch và trên tiểu cầu. Một cái nguyên tố tiếp theo đó là magie. Và chúng ta biết là magie thì nó có cái tác dụng đóng vai trò rất quan trọng trong việc là tổng hợp glycogen ở gan, do đó mà nó có cái tác dụng là tăng cường điều hòa cái đường huyết ở trong máu. Một cái thành phần tiếp theo đó là acid alpha lipoic. Thứ nhất là phòng ngừa các cái biến chứng như là biến chứng về mắt này, biến chứng suy thận trên bệnh nhân đái tháo đường. Thứ hai nữa là nó cũng có cái tác dụng là tốt trên các cái phòng ngừa cũng như là cải thiện những các cái biến chứng thần kinh ở trên bệnh nhân đái tháo đường. Và thứ ba nữa là nó có tác dụng tối ưu hóa đường huyết. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị sẽ cùng đến với một tình huống mà chương trình xây dựng để quý vị hiểu hơn về nội dung mà chúng ta trao đổi ngày hôm nay. Rồi, người ta đang bảo là 3-0 ở ai ở nguyên ở đấy kìa. Em có biết không? Chính vì vậy là từ bây giờ trở đi anh không đi đâu cả, anh ở nguyên trong trái tim em được không? Giời à. Tự nhiên thì lại thả thính. Ít đi xem mấy cái thứ linh tinh ở trên mạng rồi là TikTok đi nhá. Này. Dạ. Anh bảo đây. Vừa rồi ấy, mẹ anh vừa gọi điện cho anh, bảo là
Em lên nhà anh ăn cơm. Bao giờ? Bao giờ lên? Tối nay. Tối nay em không đi được rồi. Sao? Mẹ em ý, trước em nói chuyện với anh là mẹ em bị tiểu đường. Mà đợt này em thấy có vẻ như là bị nặng hơn. Anh có biết không, suốt ngày khát nước. Đấy, mà tháng vừa rồi ấy, mẹ cân là bị tụt, mất 3 cân. Úi dồi. Em lo lắm, bây giờ đi đâu mẹ ở nhà mình em không yên tâm. Nhà có hai mẹ con thôi, nên là... Thôi anh bảo với cả mẹ nhá, thông cảm cho em. Xong thì hôm khác em sang em chơi sau nhá. Em đã tìm giải pháp gì cho mẹ chưa? Thì em cũng mua thuốc về cho mẹ uống theo đơn đấy. Nhưng mà cũng chỉ đỡ được mấy hôm thôi, đâu lại vào đấy, nói chung là chán lắm. Anh sẽ có giải pháp cho em. Giải pháp gì? Nói em nghe đi. Bình tĩnh. Đây, anh cực kỳ cẩn thận. Đấy, chụp đâu? Lưu lại luôn. Đấy, để anh đọc cho em nghe nhé. Đấy, này, này. Những cái giải pháp từ thiên nhiên ấy, nó là an toàn này, lành tính này, không gây tác dụng phụ, hiểu chưa? Tìm hiểu một các thành phần của nó đây này. Dây thìa canh này, hạt mê thi này, mướp đắng này, lô hội này. Đấy, những cái đó là rất tốt cho người bị bệnh tiểu đường, em hiểu chưa? Hay quá nhở. Mà em nghe anh nói kiểu là toàn thảo dược thôi, nên là mẹ uống là yên tâm đúng không? Chuẩn luôn. Ôi, ơn trời, hoa nở rồi. Vâng, thưa cô Lan, cảm ơn cô một lần nữa bởi vì ngày hôm nay cũng đã dành thời gian đến với chương trình. Chúng cháu được biết là cô cũng bị bệnh tiểu đường, cũng đã nhiều năm. Cô có thể chia sẻ câu chuyện của mình với khán giả được không ạ? Tôi thì biết đến bệnh tiểu đường tới đây từ năm 2018 là tôi đã mắc bệnh này rồi. Tức là cái hiện tượng của nó là người lúc nào cũng rất là mệt mỏi. Và cái cảm giác là người nó mệt mỏi thì lúc đầu thì cứ nghĩ là do mình làm việc vất vả nên là người nó mệt mỏi như thế thôi. Bắt đầu nó sụt cân. Mọi người nó cứ xanh xao sụt cân, đi ai cũng bảo là sợ này trông xuống sắc như kia mà trông sụt cân như thế kia, thì đi đúng mà tôi cũng đi lên cân thì cân thống là nó sụt giảm, với lúc đấy là 3 tháng mà sụt khoảng 10 cân luôn. Tôi thấy cơ thể khác thường nên mới tới bệnh viện khám. Chẳng ngờ mà là mình bị tiểu đường tuyết 2. Đường huyết của tôi lúc đấy đã là 13 phẩy và chỉ số HbA1c là 8%. Tôi phải nhập viện ngay để uống điều trị. Đường huyết hạ nhưng vẫn còn trên 9. Về nhà thì uống thuốc tây đều nhưng đường huyết vẫn cứ toàn là 9, 10 rồi 11. Nhiều lúc tôi cũng bị tụt đường huyết, vã cả mồ hôi, mặt mày trắng bệch. Những lúc mà như vậy thì tôi trong người lúc nào phải có một viên kẹo để đề phòng. Nửa năm trước chân tôi thì bị tê bì, châm chích, nhất là hai con mắt mờ tịt đi, không nhìn thấy gì. Lúc nào cũng như đang nhìn qua mảnh giấy bóng vậy. Bác sĩ nói là tôi biến chứng đục thủy tinh thể. Nếu không kiểm soát tốt bệnh tiểu đường thì sẽ phải thay thủy tinh thể, khiến tôi rất lo lắng. Thưa bác sĩ có thể nói rõ hơn về cái giải pháp này không ạ? Sản phẩm Boni Diabetes gồm là có cái sự kết hợp giữa các cái thảo dược thiên nhiên, như trong đó như là dây thìa canh này, hạt mê thi cũng như là mướp đắng vân vân, kết hợp với nữa là các cái nguyên tố vi lượng, trong đó như là các nguyên tố như là kẽm này, chrome, selen, magie, acid alpha lipoic. Sản phẩm Boni Diabetes đã mang lại cái tác dụng thứ nhất là nó giúp cho hỗ trợ trong việc ổn định và hạ cái đường huyết, kiểm soát tốt cái đường huyết của mình. Thứ hai là phòng ngừa được các cái biến chứng của đái tháo đường. Thứ ba là có thể là giảm được cái liều thuốc tây y. Thứ tư là nó có cái tác dụng là giúp cho cải thiện, giúp cho nâng cao cái chức năng của gan thận ở trên những bệnh nhân mà phải sử dụng các cái thuốc để điều trị đường huyết. Và nên chính vì vậy mà Boni Diabetes cũng là một sản phẩm toàn diện. Và Boni Diabetes cũng đã được ứng dụng công nghệ siêu nano. Đây là một cái công nghệ mà sẽ giúp cho tăng cường cái hiệu quả của các cái thảo dược cũng như là các nguyên tố vi lượng, và nó giúp cho tăng cường cái độ hấp thu và độ ổn định. Sản phẩm Boni Diabetes đã được bào chế trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại ở nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Sau bao nỗ lực chạy chữa không hiệu quả, tưởng rằng chú Phong phải sống chung với căn bệnh tiểu đường nan giải tới cuối đời. Nhưng không ngờ, có một ngày chú đã tìm lại được sức khỏe, tìm lại niềm vui trong công việc với những ngày soạn bài miệt mài hay chăm sóc vườn dừa nặng trĩu trái. Tất cả là nhờ giải pháp mà chú sẵn lòng chia sẻ. Tình cờ tôi cũng bắt đầu mới tìm hiểu về bệnh tiểu đường thì mới lên mạng tôi tìm Biobet, tôi mua về uống thử, thấy nó giảm từ từ. Nhưng mà mới đây, mới khám lần này còn giảm xuống còn 6.1. Lên lớp dạy thì nó không có vấn đề gì. Như là rảnh á, thì đi tưới dừa thì công việc đó là vẫn làm bình thường, không có mệt nhọc gì hết. Nói chung là sức khỏe là giờ là cũng giống như người xưa đó. Còn mắt thì bây giờ là
thậm chí là tôi chấm bài cũng không cần dùng kiến, mắt nó sáng lại. Từ tối tới sáng thì không còn đi tiểu giống như trước. Rồi khát nước thì giờ là chỉ uống bình thường, người giờ nó thấy nó khỏe, không có vấn đề gì. Tôi biết là nó không phải chỉ có tiểu đường không, mà nó còn có nhiều cái tác dụng khác, ví dụ như là về gan, về mấy cái khác. Thì tôi đã giới thiệu cho bốn người, là hai ông bạn cùng dạy chung trường và một ông già của đứa học trò. Thì ông già của đứa học trò trước đây là mắt mờ, không đâu báo không được, nhưng mà sau khi ông uống hai hũ này rồi á thì ông cầm báo, ông đọc được, cho nên ông mừng lắm. Boni Diabetes là sản phẩm có sự kết hợp toàn diện của các nguyên tố vi lượng và các thảo dược như dây thiều canh, mướp đắng, hạt methi. Boni Diabetes giúp hạ và ổn định đường huyết, hạ mỡ máu, phòng ngừa biến chứng bệnh tiểu đường. Boni Diabetes đã được kiểm chứng lâm sàng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông, kết quả tốt và khá lên tới 96,67%. Boni Diabetes được sản xuất bởi công ty dược phẩm GNE International đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Boni Diabetes, sản phẩm của Mỹ. Xin được cảm ơn bác sĩ, cảm ơn cô Lan đã đến với chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin phải tạm dừng chương trình tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.